Cái nhảy chung cho chung xong đã cái anh này em nói có khi nào là lần này là lần nhảy cuối cùng của tôi với bạn á. Xong cái em nói ủa sao kỳ vậy? Cái anh nói mình sắp đi xa. Em hỏi chứ ủa đi đâu? Anh nói đi về một nơi xa lắm. Bắt đầu cũng nghi ngờ rồi, thấy kỳ kỳ. Cái anh nói thật ra là tôi bị bệnh ung thư. Trời ơi, ông kia chuyện ghê mà sao giống phim ngắn như phim. Có nghĩa là lúc đó nghe thì đương nhiên là em biết là anh ảnh xạo dễ sợ luôn rồi. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Hiền Trang. Hiện em 27 tuổi và em đang làm kỹ thuật dựng phim. À. Thế còn em? Dạ em chào anh chị, em tên là Kiều Trinh, năm nay em 24 tuổi. Em đang làm nội trợ. Vui ha, Hiền Trang. Sao cái tên gì mà nghe mà tưởng hai bà bạn ở chung nhau không ạ? Ủa Trang với Trinh hai đứa gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ em học chung với vợ em là từ hồi lớp 10. À. Rồi em bắt đầu là cô vợ em từ hồi đó luôn. Và là thanh mai trúc mã hả? Ừ. Đúng không? Vậy là yêu nhau gì cũng lâu rồi hả em hả? Lâu quá. Dạ, em yêu thì lâu rồi, còn vợ em thì yêu sau đó khoảng 4 năm. Có nghĩa là lúc đó là em không yêu đơn đúng phương, không? Em là đơn phương. Dạ. Ủa Trang, em thích vợ em cái điểm, cái điểm nào? Em ấn tượng cái bộ tóc dài. Tóc dài ơi là dài luôn. Dài tới đầu gối luôn anh. Với lại hồi xưa mặt baby dễ thương lắm. Bây giờ thì bớt rồi. Hồi nãy em nói là 4 năm sau em mới thích ảnh đúng không? Dạ. Tại vì lúc mà ảnh cua em là lúc đó ảnh xài mấy cái trò mà gọi là tào lao. Nói chung ý là ảnh toàn là gây cái sự chú ý mà xấu cho mình không à. Gây ấn tượng xấu á. Ví dụ xấu xí làm chuyện này. Dạ đúng rồi. Lâu lâu tự nhiên đang đi cái khều khều kêu quay lại. Ảnh làm hai cái mắt lé, trời ơi nhìn thấy gớm luôn á. Anh tại gu hài của vợ em khác chứ em thấy vậy hài lắm mà. Đã vậy rồi nói chuyện còn bậy nữa. Lớp hay kể chuyện cười này kia. Anh xung phong anh lên kể toàn kể chuyện bậy bạ luôn. Vậy mà cả lớp cười quá trời cười luôn. Ờ mà em không thấy không dạ vui. Em không thấy cái gì vui mà tại vì lúc đó em ghét dữ lắm. Nên nói chuyện vô duyên. Ồ vậy đó. Trời ơi 4 năm sau tại sao lại để ý ảnh? Dạ ảnh xài chiêu. Chiêu gì? Lần đó là thi đại học, thi xong rồi á, bắt đầu là khỏe rồi, chơi cái game là audition á. Thì lúc đó hai đứa không có hẹn nhau nhưng mà tự nhiên cái lên cái vô thấy rồi cái nhảy chung cho chung xong đã cái anh này anh nói có khi nào là lần này là lần nhảy cuối cùng của tôi với bạn á. Xong cái em nói ủa sao kỳ vậy? Cái anh nói mình sắp đi xa. Em hỏi chứ ủa đi đâu? Nay đi về một nơi xa lắm. Bắt đầu cũng nghi ngờ rồi, thấy kỳ kỳ. Cái nay thật ra là tôi bị bệnh ung thư. Trời ơi, trời ơi, ông kinh nghiệm ghê mà sao dạ. Giống phim ngắn như phim. Có nghĩa là lúc đó nghe thì đương nhiên là em biết là anh ảnh xạo, dễ sợ luôn rồi. Nhưng mà không biết sao anh nói cái rồi em sâu chuỗi sự kiện lại. Trời, chưa thấy ai mà vừa ốm quá trời ốm. Mặt thì hớp, da thì đen, mắt thì lòi. Trời ơi, thấy gớm lắm. Chắc chắc thiệt rồi, chắc ung thư máu thiệt rồi, thấy ghê lắm. Thấy ảnh ốm mà như là bộ xương di động luôn á. Cho nên là em nghĩ, chắc gì đúng là thiệt á. Thế rồi em suy nghĩ lại, tự nhiên thấy trời, nào giờ mình ở ác với ảnh quá. Trời ơi, cuối cùng giờ ảnh thương mình vậy mà ảnh sắp chết rồi. Tự nhiên cái em suy nghĩ, có một bữa nào đó tự nhiên em đứng trước mộ. Vậy tự nhiên cái bắt đầu mũi lòng cái bé thương á, cái bắt đầu nhắn tin hai bây giờ để mình sửa chữa lỗi lầm thôi hai mình quen lại. Quen nhau hồi đó em cũng chỉ nói giỡn là ai về đâu mà dính luôn cái em theo luôn. Ủa Trinh Trinh vậy chứ lúc quen rồi em có vợ em nghĩ sao cha này chưa bùng phát cái bệnh như vậy. Cũng chừng tháng hai tháng sau đó thôi anh cũng tự khai. Em khai sao đâu Trang? À lúc đó là em xạo, em nói là em sắp qua nước ngoài chữa trị. Cái lúc đó trên sân thượng á không có ai á mà tối nữa cái vợ em khóc quá trời luôn. Khóc mà nước mắt chảy ròng ròng vậy á. Cái lúc đó em mới thấy tội quá, thôi mình xạo lâu á, thôi mình khai luôn bữa nay. Mình khai luôn bữa nay để cho vợ em nó yên tâm chứ mất công lúc nào cũng ngồi trên đống lửa thằng này không biết khi nào nó đi. Rồi có nghĩa là yêu nhau rất là lâu rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi mới cưới là cưới được bao lâu rồi? Để cưới được 70 triệu giây rồi chị. Lại nhiều không? Là 2 năm đó chị. Ông nghĩ ông giỏi nói chuyện giây bây giờ ở đây sao tôi tính được. Ê nghe nè, lấy chồng giỏi gì chắc khó lắm, khó chịu mà khước ngày bị chồng ăn hiếp không đúng không? Dạ. Ăn hiếp thì không đến nỗi nhưng mà mỗi lần mà ảnh sổ ra mấy cái vậy á bị em
sạc liền. Cứ tối ngày cứ tân bốc mình lên cao không mà để em phải đạp xuống. Mặc dù chân ngắn nhưng mà vẫn đạp được đúng không? Nói nghe nè, rồi hai đứa có em bé chưa? Dạ rồi, em bé được 16 tháng. Wow. Sao mà sớm vậy? Cưới nhau được 2 tháng sau thì có tin vui. Mà cái tin này không biết có vui không. Nó xém vui chị. Xém vui hay là sao? Tại vì hồi đầu thì vợ chồng cũng chưa tính có con sớm như vậy. À, vợ kế hoạch đúng không? Dạ. Nãy giờ em tính là làm lụng để dành cho một cục tiền bự cho bá. Rồi mới bắt đầu là đến khi có con để chăm sóc nó khỏe hơn. Nhưng mà ai về đâu cái em lúc đó em hoang mang luôn, em giống như em bị trầm cảm luôn á. Trời ơi, làm sao mà lúc nào liên Trinh thì sao? Cũng hoang mang dữ lắm, tại vì còn trẻ quá cũng ham vui, cũng chưa có muốn có liền. Nhưng mà lỡ rồi thôi kệ, để nuôi ảnh thì cứ sợ là không biết nuôi làm sao, lỡ con bị này bị kia không có tiền này kia. Quan trọng nhất là vấn đề tài chính á anh chị. Mà ảnh buồn lắm, mà ảnh cứ đi chơi với bạn bè ai rủ đi cũng đi. Buồn ghê trầm. Đi chơi bỏ vợ nhà mình nhá. Cứ đi hoài đi, nhiều khi quá đêm luôn á cũng chưa về nữa. Trời ơi, rồi em có ghen không? Dạ ghen kinh khủng luôn. Suy diễn luôn á. Làm gì sao ghen? Dạ sao? Em nằm em khóc thôi, suy diễn xong bắt đầu nhắn tin em chù ổng đến khi nào chưa về thôi. Thì nó cứ nhắn tin rồi điện thoại em rung liên tục. Ý nói là em đi về chưa đã hả, đi tới mai luôn đi, anh đi đừng về nữa. Về kỳ này là về viết đơn ly dị luôn đi. Đáng ra giờ đó, giờ ngủ không ngủ đi nhắn tin chù. Không có ông sao ta ngủ. Nhưng mà tại sao em không ở nhà chăm sóc cho vợ? Tại vì lúc đó em cũng buồn với lo lắng á, cho nên là em đi tìm niềm vui. Buồn cũng lỗi của ông thôi chứ ông buồn gì. Ông không có lỗi của ông sao nó có bầu được. Đâu lỗi của vợ em chứ, vợ em không đẹp quá sao. Hay quá, không đổ thừa nữa. Chung là tại vì ông trầm quá. Trời ơi, chuyên gia là đi bi lúc xong rồi hả, chơi bời này kia rồi nhậu nhẹt với bạn bè đã rồi mới chịu về. Lúc đó vợ buồn á? Dạ buồn. Tủi cũng thân không? Cũng stress lắm luôn. Rồi khóc quá trời luôn. Cứ nghĩ là lấy nhầm chồng rồi. Dạ xém ly dị luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi đến tháng thứ mấy thì chồng mới là bớt trầm tính lại rồi quay về chăm sóc chồng. Dạ coi như là em gần bể chum mà không mới chịu chăm sóc em đàng hoàng. Bây giờ sanh con ra rồi thì có chăm sóc không? Hay là cũng trầm tính nữa? Dạ ông cũng chồng luôn. Chồng lại dạ. Có nghĩa là ông không có biết cách chơi với em bé. Có nghĩa là em sai gì làm đó thôi, chứ không có biết ôm con chơi hay nói chuyện với con rồi này nọ. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Vậy là con theo mẹ thôi phải không? Dạ. Không có thân với ba đúng không? Dạ. Ở gần đây thì thân hơn rồi. Lớn rồi, ông nói con còn nhỏ ôm mà làm như sợ rớt con. Vậy hả? Em không có kinh nghiệm tiếp xúc với em bé sơ sinh rồi, cho nên em sợ đụng cho nó lắm, lỡ nó gãy chân gãy tay. Thấy nó mỏng nhỏ xíu mà mỏng dính rồi. Nhưng mà bây giờ là thân rồi phải không? À, bây giờ nó cứng cáp rồi, em ẩm nó ào ào rồi chị. Chà, khôn ghê. Rồi giờ còn tính xấu gì nữa không? Xài tiền quá lố á, mua đồ mà toàn mua ba cái đồ công nghệ, nhiều khi loa ở nhà 2-3 cái và 4-5 cái, tay phone cũng 3-5 cái, trời ơi quá chừng luôn, con chuột gì cũng 2-3 con. Đó, anh cho bớt rồi mà. Dạ tao mua xong cái bị bạn gù sao quá cho người ta. Hoang phí nè, hay trầm tính sản nè. Đúng không? Dạ. Còn cái gì nữa? Hay bàn ra nữa, mấy cái chuyện như làm đám cưới làm thôi nôi con cái nữa. Em bàn cái nói thôi không có tiền đâu em ơi, đừng làm. Rồi không có ai tới dự đâu em ơi, thôi đừng tổ chức gì. Trời em bỏ tay luôn. Vậy còn em sao Hiền Trang? Bà xã em sao? Bà xã em thì lúc nào cũng bi quan á, lúc nào cũng tư tưởng là mình thấp bé lùn xấu rồi này nọ, nên gu thẩm mỹ rồi cũng không có hiện đại. Mặc đồ mà màu sắc rồi nó trầm lắm, kiểu như nó cũ giống như năm 1930 vậy á. Nó quá. Lúc nào cũng tự ti về bản thân á, trong khi mình đẹp ngời ngợi như vậy. Với hồi xưa quen vợ em á, em không có biết vợ em có cái tật lết dép, tại vì toàn đi ngoài đường không á. Cưới về em mới thấy á, là trưa người ta đang ngủ trưa á, đi mà lết à. Nó ồn ơi là ồn luôn. Mà em không có ưa tính á. Với vợ em hay có tính vậy nè. Ví dụ như có một cái chuyện gì đó xảy ra. Chắc rồi. Em làm cái gì đó lỗi vậy cái. Em không có thích cái tiếng đó tí nào luôn á. Tại vì cái tiếng đó với cái tiếng chà dép nó cũng gần nhau. Tiếng nó không có giải quyết được vấn đề gì.
Rồi tiếp nữa. Chứ vậy em hay cãi lắm anh. Cứ có vấn đề gì ra em nói một cái chuyện gì, ví dụ như em thì giỏi công nghệ thông tin, em cũng dạy vợ em xài những cái phần mềm ở trên đó đó. Em nói em làm gì cho anh đi. Cái vợ em mới cãi lại. Nhưng mà không có được, nó không có ra. Nó phải như vậy nè. Trong khi em là giỏi ơi là giỏi luôn, em nó có kinh nghiệm rồi. Người ta đã chỉ cho rồi mà không chịu học theo, cãi lại không có ra đâu. Cuối cùng ấy cũng phải làm theo cách của em thôi. Chuyện đi cãi với người công nghệ thông tin. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã em thay đổi điều gì? Em thì lúc nào cũng muốn vợ em tự tin với bản thân lên. Mua đồ rồi đẹp mặt luôn. Trời ơi, cái tướng thì nhỏ xíu chứ con nhái mà cứ suốt ngày đòi bận đồ ngắn, áo ôm. Trời ơi. Không biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người ta cũng vậy. Cái vấn đề này anh đồng ý với chồng em. Có những cái bộ thời trang dành cho những người nó ngúng ngẳng như em. Nó nhiều lắm vậy đó. Mình mặc làm sao cho mình cao lên chứ. Dạ, cái đó thì tốn quá. Trong khi chồng em đạp đẹp ngời ngời như thế này. Thấy gớm. Rồi, còn gì nữa không? Với bớt cãi lại, cứ nghe em là được rồi. Còn em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ, cái thứ nhất là quan tâm một chút. Có nghĩa là quan tâm gia đình á. Đi làm về á thì chơi với con. Bớt có bấm điện thoại lại một chút. Bớt chạy xe ẩu. Cái này nguy hiểm quá trời luôn. Cứ tối ngày nói, không anh không có thời gian đâu. Phải chạy cho lẹ. Trời ơi, chạy thấy ghê luôn á. Em ngồi đằng sau mà toàn là em Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chị thấy gì nè, về phía chồng á, em phải thân và em dành nhiều thời gian cho con là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái chạy xe nhanh rất nguy hiểm lắm. Mình phải giữ cái sức khỏe mình, cái mạng sống của mình cho vợ mình, cho con mình chứ, đúng không? Đó thì chị chỉ thấy vợ chồng em khúc mắc vấn đề đó thôi. Còn về phía vợ thì em không được tự ti. Có những người á, họ không cao nhưng mà họ rất là hấp dẫn. Cái đó chị nói thiệt, mà em là một trong những trường hợp như vậy. Chị nói nghiêm túc luôn. Phải không Hiền Trang, hấp dẫn không? Dạ, đúng rồi, vợ em nhìn đẹp mà chị, nhìn bữa nay nhìn giống như người Miến Điện. Rồi, xin chúc hai em lúc nào cũng vui tươi như thế này nha. Dạ em cảm ơn hai em. Dạ. Đôi khi á mà em không có đi chợ nấu cơm được thì em ăn mì gói luôn. Rồi đợi chiều anh về á, anh xách đồ ăn về cho em xong cái anh bỏ anh đi nhậu tiếp. Nhiều khi á em cầm, em thấy cơm em cầm á mà em ăn không có nổi thì buồn. Lúc đó em chết nặng lắm mà em không biết là em chết. Rồi đến khi mà em về bên nhà em xanh. Xong rồi em chết nữa. Anh về á mới đứng anh dòm cơm chút xíu vậy nè. Xong anh bỏ anh chạy anh đi nhậu tiếp. Chứ anh không có quan tâm gì tới vợ con hết á. Mà... Tên là Mỹ Hạnh, em 28 tuổi. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ Hạnh, 28 tuổi. Mỹ Hạnh đang tuổi. Làm nghề gì? Dạ. Em là nhân viên văn phòng chị. Còn em? Dạ chào chị Hồng Vân, chào chị anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Minh Nhật. Em năm nay 28 tuổi và nghề nghiệp là bộ đội. Ủa nói nghe nè, nếu mà cái ngành bộ đội là em hầu như là ở trong doanh trại suốt. Mà không biết cơ duyên nào em gặp được bà xã em vậy. Bà xã em quá xinh xắn đi. Mà cái cô này thì phải ngồi trong văn phòng. Đúng rồi. Anh này thì ở trong doanh trại. Đó mà hai người sao gặp nhau? Em với lại chồng em là bạn học năm lớp 7. Dạ biết nhau rồi học chung lớp á chị. Ảnh thì hồi đó anh quậy lắm. Mà tóc thì quăng xít như là cái đồ chùa chén. Mà xấu, mà đen, mà ốm. Mà nói chung là quậy nhất trường á. Nó quậy lắm. Học chung lớp em. Mà lúc đó là em được làm lớp trưởng, theo phá hoài à. Có lý do gì mà phá cô này? Đã lớp trưởng thì xinh xắn vậy mà phá là phá làm sao? Dạ tại vì lúc trước lần đầu tiên gặp vợ của em á thì thấy vợ xinh xắn thì cũng thích. Nhưng mà không biết tỏ tình sao nên lúc nào cũng chọc ghẹo thôi. Đúng rồi. Hồi lớp 7 á là con trai kỳ cục lắm hả, mà thích cái người nào là y như rằng hoặc là ghẹo mà hoặc là chơi mà xô á, giống như đi gần gần ấy. Xô con cái em. Dạ. Em đi lên trên cầu thang á, ảnh đi sau á, ảnh lấy cái thước bóp vô trong cái mông em, cái bóp. Em quay lại em tức lắm, em âm thầm về lớp, em cầm nguyên cây chổi trong lớp á, canh phan lên đầu ảnh cái bóp. Trời ơi má ơi. Mà ảnh không có giận, lúc nào cũng cười hè 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 hè. Trời ơi còn cái trò rắn mắt gì, trò nào mà nó nhát em nữa không? Dạ bắt sâu lông á. Trong trường em á là có nguyên một cái vườn cây ở phía kế bên trường. Cứ mỗi lần mà ra chơi á, qua bên đó đó cứ lấy sâu á, bỏ vô trong bóp viết em á. Chừng cô vô cô dạy, em lấy viết ra em viết, tình cờ con sâu nó bò lên. Em la quá trời luôn, em leo lên bàn em đứng em nhảy chứ. Lúc đó bên này chắc khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Cười không? Mà em thích cô này, nó sẽ không làm những cái việc gì đó, chứ hẳn như là gá lăng với cổ em để chọc cổ. Tính tình của em thì gần phụ nữ là sợ à, nên không biết tỏ tình hay là ga lăng sao. Nên chỉ biết chọc ghẹo để cho người ta chú ý tới mình á.
Mà hầu như là con trai á, cái thời điểm lớp 7, lớp 8, lớp 9 á, là vậy không á? Không có bà ơi, ngoại trừ tôi. Không có đâu, cái gì vậy? Hồi xưa tôi làm thơ, dữ dằn, tôi thích mé tôi làm thơ suốt vậy đó. Không, làm thơ, biết sao? Có, làm thơ, không có. Đâu kể luôn cái vụ viết thơ đi. Nhưng mà mượn bạn viết gửi cho em chứ không phải là ảnh viết. Cái gì kỳ vậy? Lúc đó là lớp mấy? Chắc dạ. Dạ lúc đó là cũng lớp 9 rồi. Thấy chưa? Lớn dần theo thời gian. Em thì không bắt đầu lớp 9 là biết viết thơ, biết làm thơ. Thơ tầm bậy bạ đó. Không có gì ra cái gì đó. Giống như là lúc đó em nhờ bạn em viết gì em còn nhớ không? Gì à? Trời hôm nay sáng quá rồi. Cho anh hôn cái má. chắc vậy. Nhưng lâu quá em cũng không nhớ nữa. Nhờ bạn viết dùm. Em nhớ gửi. Bạn là sao? Trời hôm nay á. Trời hôm nay có trăng sáng. Nhật ngồi ngay cửa sổ nhớ tới Hạnh. Em đọc tới đoạn thơ tới đó cái em nổi da gà, em quăng cái dẹo. Mấy bạn trong lớp em á lụm lên lấy đọc. Như vậy là đến lớp 9 là em đã chuyển sang một cái giai đoạn là không chọc ghẹo nữa, mà là tỏ tình theo kiểu người lớn, là viết thơ đúng không? Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình thiệt, tức là đến bao lâu thì mới là tỏ tình thiệt? Thì là lúc đó em học xong cấp 3, xong bên nghĩa vụ. Đi bộ đội là khi mà được một lần em về phép thì em trên đường đi thì gặp một cô bé đang chạy xe đạp, mới nhìn kỹ lại, à người ấy năm xưa. Nay sao nhìn xinh là đẹp hơn lúc trước nhiều. Đó đầu em mới chạy về nhà, xong em mới nhắc điện thoại bạn lên điện cho nhà bên vợ. Là mới giả là nói với bạn học hồi xưa chứ đâu dám nói là em. Nói em là vợ em là tắt máy liền, ghét rồi. Em nói là bạn cũ, có muốn xin số điện thoại. Cái vợ em cho hai số điện thoại luôn. Em nói chắc kỳ này, chắc bị dụ rồi, bị dính rồi. Rồi đến khi nào thì mới dắp miếng? Dạ, người anh... trong điện thoại và em. Dạ, ảnh cũng nói chuyện với em điện thoại qua điện thoại cũng mấy lần vậy đó. Rồi sau đó rồi ảnh mới nói thiệt với em. Lúc đó em mới biết là em bị gạt rồi. Nhưng mà lúc đó là ảnh cũng theo, cũng tỏ tình với em, cũng nhắn tin qua lại nhưng mà chưa có được gặp mặt. Rồi sau khi mà ảnh xin về phép, ảnh mới chạy vô nhà em luôn. Hai đứa quen nhau bao lâu thì mới cưới? À, 7 năm anh. Trời đất ơi, một mối tình từ hồi nhỏ, lớp 7 tới lớp 12. Dạ. Rồi đi lính là coi như là mấy năm rồi. Dạ. Rồi yêu nhau 7 năm nữa. Dạ, yêu 7 năm nữa, là mới cưới năm 2014 này. À, là mới cưới được anh hỏi nè. Gần 3 năm hả? Ừ. Dạ. Rồi lúc mà cưới nhau về, coi như là tụi em đã quá biết nhau, quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới về thì có những cái câu chuyện gì nó vỡ òa, nó thay đổi hết hoàn toàn không? Dạ, ảnh thì cũng giống như là một số ca vậy đó. Nhưng mà cưới về này số ca hơi bị lỗi chút xíu. Là nấu ăn cũng được, hát cũng được. Mà nói chung là những cái gì ảnh cũng biết, dọn dẹp nhà cửa cũng biết. Nhưng mà nhậu với ăn chơi thì cũng biết luôn. Có nghĩa là có tật xấu gì không? Ảnh khoái nuôi gà chứ không phải là đá. Rồi ảnh chăm gà hơn chăm vợ nữa. Trời ơi. Có vô tâm không? Dạ vô tâm, nhiều khi em ở nhà em lo con cái mệt chết luôn á, mà ảnh điện thoại về nói em ơi cho gà anh ăn giùm đi, mà mình thấy ảnh thôi cưng gà quá mình cũng cho gà cho anh ăn. Mà lát anh điện thoại về em ơi em đếm đúng một con gà 50 hộp lúa nha em. Trời ơi trời, 50 hộp lúa. Em không biết là ảnh gạt hay là cái đó là chế độ ăn của gà ảnh nữa. Cái em cũng chạy ra em xúc lúa, em cũng ngồi em đếm. Cái... Giống nàng tắm quá vậy. Cái em quăng xuống em nấu cùng lên, quăng xuống em chạy vô điện thoại em nói anh giỏi anh về anh cho gà anh ăn đi. Em chăm con còn mệt anh cũng bắt em chăm gà anh nữa. Cái tới bây giờ em cũng không biết là do gà anh ăn vậy hay là anh gạt em cũng không biết. Ủa rồi lúc mà vợ có bầu á thì em có quan tâm vợ không? Có chăm vợ như chăm gà không? Không thì cũng ít thôi chị. Nói chung là ăn nhậu với bạn bè hơi nhiều nên vợ cũng thời gian nó cũng buồn. Vậy hả? Lúc mà vợ có bầu á. Lúc em gần sanh á là em bị stress. Tại vì chồng á đi nhậu hoài hà, bỏ em ở nhà một mình. Có nhiều khi á mà em không có đi chợ nấu cơm được thì em ăn mì gói luôn. Rồi đợi chiều anh về á, anh xách đồ ăn về cho em xong cái anh bỏ anh đi nhậu tiếp. Nhiều khi á em thấy cơm em cầm á mà em ăn không có nổi thì buồn. Lúc đó em chết nặng lắm mà em không biết là em chết. Rồi đến khi mà em về bên nhà em sanh. Xong rồi em chết nữa. Anh về á mới đứng anh dòm con chút xíu vậy nè. Xong anh bỏ anh chạy anh đi nhậu tiếp. Chứ anh không có quan tâm gì tới vợ con hết á. Mà lúc còn trong tháng á là em còn mẹ em, như là em còn em gái nó lo. Còn khi mà em về nhà chồng rồi á thì một mẹ một con em lo thôi à. Mà anh bỏ em anh đi hoài hả? Em nói anh ơi, ở nhà anh phụ em đi, anh đừng có bỏ con với em nữa.
mà anh không có nghe. Anh nói là anh đi làm về mệt á, cho anh đi chơi quay quả với bạn chút xíu đi. Em cứ cằn nhằn anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em cần anh quan tâm em lắm, nhưng mà anh không quan tâm. Em lúc đó em ráng là em nói chuyện với bạn bè ở trên mạng, thì em mới biết là mình bị chết. Giờ em mới hỏi mẹ là hồi xưa mẹ có bị trường hợp giống như con không, thì mẹ mới nói là hồi đó là ba lo cho mẹ hết trơn rồi, mẹ đâu có bị đâu. Mẹ em không bị nên mẹ em không có biết trường hợp đó. Mà lúc đó em bị stress, nhưng mà nó diễn tiến như thế nào? Lúc em về bên nhà chồng, em ẵm con em ra ngoài để vô cái nôi, em đóng cửa phòng lại, em ôm quần áo em quăng hết luôn. Xong rồi bao nhiêu chén á em đập hết luôn, em vừa đập quăng vô trong tường vậy đó. Em chửi mày đối xử với tao hay gì thế nhật, mày đối xử với tao gì thế nhật, em quăng gì đó. Cái em lụm ngay cái miếng mễ của bấy chén, em gạch, em gạch gạch vô trong tay luôn. Anh về á, anh mở cửa anh bước vô trong phòng, rồi xong anh ẵm con anh bỏ anh nguyên quẩy anh đi. Anh nói mày khùng hả? Rồi sao? Rồi cái em mới gọi con em vô trong cho mẹ em giữ. Em chạy xe vô trong chùa, vô trong chùa em nghe kinh á, rồi cho em tịnh tâm lại, cố gắng mình vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ là em hết hẳn chưa? Dạ em hết rồi. Bé được 1 tuổi thì em hết. Tại vì đi làm lại, giao tiếp với bạn bè ở ngoài, về đi chơi với bạn bè, giờ ảnh thì ảnh hiểu hơn. Sau này anh mới biết em bị chết, anh quan tâm hơn. Rồi lúc đó anh về anh phụ gia đình, phụ vợ thì em từ từ mới hết. Em cũng kiềm chế bản thân dữ lắm. Rồi bây giờ mẹ anh sao? Dạ mẹ em mới mất. Vậy đó hả? Dạ. Mẹ mất do bệnh hay là do lớn tuổi? Dạ mẹ bệnh. Ngày xưa thì có mẹ thì mẹ lo, buồn gì thì cũng chạy về với mẹ. Còn bây giờ thì không có mẹ nữa nên cũng tủi lắm. Em nghe nãy giờ em thấy sao? Chung là em nghe vợ em nói vậy cũng nghe cũng thấm. Mốt sau này chắc phải an ủi vợ và quan trợ quan tâm vợ nhiều hơn. Thực sự nãy giờ nghe cái tâm sự của em á, chị bị xúc động á, thực sự là chị muốn khóc. Hiểu không? Quá tội nghiệp. Em biết cái bản thân em, tính tình em hơi yếu đuối, nhưng mà cái bản thân em vượt qua được là em quá là hay, quá bản lĩnh luôn. Bây giờ á, Nhật nghe rồi thực sự em nghe là em cũng xót, đúng không? Dạ. Cái công việc của Nhật á, thì thực ra có những cái điều cũng không thể chia sẻ được. Dạ. Mà chỉ có thể giữ trong lòng thôi, chị nói như vậy. Thành ra là bản thân Nhật á, cũng sẽ rất dễ bị áp lực. Cho nên nếu mình hiểu được bản chất của vấn đề á, thì mình sẽ có thể mình dung hòa được cuộc sống. Thì bây giờ chị nói như vậy nè, riêng về em, rất chia buồn với em là mẹ vừa mới mất. Dạ. Và chắc chắn là khi mẹ mất thì em rất là buồn, đúng không? Buồn dạ, khủng khiếp lắm. Dạ. Là bởi vì một cái chỗ dựa tinh thần cho em quá lớn mà bây giờ mất đi. Thì em phải nhớ là cái đứa con của em nó cần em tới mức nào. Dạ. Bé sẽ cần em khủng khiếp, cần em gấp 100 lần là em cần mẹ bây giờ. Là bởi vì sao em lớn rồi, mẹ bây giờ là chỗ dựa tinh thần. Nhưng còn cái đứa con của em là tất cả đối với nó. Dạ. Cho nên bây giờ em đã vượt qua được rồi. Chị khuyên em đừng để bị lặp lại như vậy nữa. Dạ. Bằng cách xác định lại cái cuộc sống của mình bây giờ, ngoài cái sống cho mình phải sống vì ai, đầu tiên sống cho con. Và em phải biết thương bản thân em. Chồng là một người đồng hành với mình đi suốt cuộc đời, chứ không thể là mình được. Em hình dung không? Chồng là một người đồng hành với mình. Mình sẽ góp ý, mình sẽ làm sao để cho chồng mình tốt hơn. Dạ. Thì bây giờ á, anh ấy không có thích nghe cằn nhằn, anh ấy thế này thế nọ thế kia, mình bớt đi. Mình dành cái thời gian đó cho con mình, bởi vì dạ, mình đã tự vượt qua được rồi. Dạ. Đó là về phía vợ. Còn về phần Nhật á, nghe tâm sự của vợ rồi đúng không? Dạ. Thì bây giờ á, chị mong là mình phải nhớ là khi mình có chuyện gì xảy ra, cái người bên cạnh mình là ai? Đầu tiên là cha mẹ mình, sau đó là vợ mình thôi. Em nhớ vậy thôi, là tự động em sẽ làm sao để cho vợ em bớt khổ. Dạ. Hiểu không? Dạ, cho cười đi chị. Đẹp quá mà, đừng để khóc. Chị rất là muốn chia sẻ với em. Dạ. Rồi bây giờ tới Nhật. Em xin hứa với vợ em là nhìn từ, vợ mình chứ nhìn khán giả từ nay về sau sẽ lo lắng quan tâm ôm vợ cái đi. Tôi ôm vợ coi cậu được mà cậu cũng ôm được à. Rồi. Ok, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nha. Nhớ giữ lời hứa nghe.